Anh em đã có nhu cầu đóng coi uy tín chất lượng, giá ưu đãi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game, link page hoặc là số Zalo mình đã để dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Power Game đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ không đi review trải nghiệm về cái cầu thủ nào mới cả, mà mình sẽ đi làm về một con hàng đã cũ rồi, một con hàng đã hết hạn rồi anh em nhá. Đó chính là Karim Benzema, 1m85 và 35 tuổi, thuận chân phải. Style deep lên forward. Đây là cái phiên bản mà mình đã mua standard từ trước đó trong màu áo của Real Madrid anh em ạ. Điểm tựa tấn công là 94, điều khiển bóng là 89, dây bóng là 83, xử lý không gian hẹp là 85, chuyền thấp là 76 và chuyền bổng là 67. Khả năng dứt điểm là 93 anh em ạ. Đánh đầu là 85. Rồi sút phạt 75, độ xoáy là 82. Tốc độ khá là chậm 76 và tăng tốc là 81. Ổn thôi, tăng tốc chỉ gọi là tạm thôi. Lực sút 84, bật nhảy 78, tỷ đề 79, thăng bằng 77 và thể lực là 75. Thì số mạnh về khoản dứt điểm, chọn vị trí rồi thì khả năng đánh đầu còn khá là chậm. Hai chân thì tốt, đến từ Benzema anh em ạ. Skill sẽ có là Sixify này, cắt behind turn, đánh đầu này, chip shot này, dipping này, dứt điểm tư thế khó này, heel trick, sút một chạm chọc khe để phối hợp, và skill đội trưởng. Bộ skill cũng thiên về khả năng dứt điểm đến từ Karim Benzema và không có skill qua người nào cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái trận thi đấu đầu tiên anh em nhá. Thì đây không phải là một cái video để trải nghiệm, để review đâu anh em ơi. Đây là một video vui vui thôi. Lâu lắm rồi mình không làm video về Benzema anh em ạ. Khi mà Benzema đã rời ra sân cỏ châu Âu rồi thì mình trước đây cũng có một vài phiên bản khác. Nhưng mà sau rồi mình lơ ngơ, mình bán bố hết, mình ép hết Legacy Transfer anh em ạ. Thế là mình còn mỗi cái bản này là mình giữ lại. Thế mới ôi giời ơi chứ. Thì ngày hôm nay thì mình cũng lâu rồi không trải nghiệm quả bóng vàng 2022. Mình sẽ mang lại vào để đá anh em ơi. Và mình thấy rằng là ở cái meta hiện tại thì may là cái khả năng đánh đầu đã được cho trở lại một chút xíu, cho nên là Benzema mình thấy đá vẫn ok. Còn ở thời điểm trước đó chắc là chả anh em nào gọi là sờ vào Benzema đâu, tại vì tốc chậm. Mà những tiền đạo ở thời điểm mà Konami chưa cho cái đánh đầu trở lại thì phải là những tiền đạo tốc độ. Những tiền đạo mà có cái tốc độ chậm thì thực sự rất khó đá, rất khó để mang vào trong danh hiệu quả. Thì ngày hôm nay thì thực ra mình không đá danh đâu anh em ơi, không phải clip trải nghiệm. Ôi anh em, thằng nào ghi bàn đấy nhở? Ôi thằng tao anh em ạ, tao là thằng nào nhở? Các bạn dùng quả tao lạ thế, hình thì toàn thằng khủng mà lại lòi giống tao ở đâu. Thì ngày hôm nay mình không phải đang đá danh, tại vì cái đội hình này thì nó cũng hết hạn cầu thủ khá là nhiều, và mình cũng tầm này mình cũng làm content vui vui thôi, mình cũng chả dùng thẻ gia hạn làm gì. Tầm này anh em đừng gia hạn cầu thủ tại vì lý do anh em cũng biết rồi. Để rồi một tình huống xử lý rất hay đến từ Karim Benzema. Một tình huống xử lý quá mẫu mực của tiền đạo người Pháp. Một pha bóng mà Benzema nhận bóng ở khu vực khá là xa, và những tình huống fake shot để xông thẳng vào khu vực trung lộ của đội bạn và tung vào và deep bình sút. Liên tục là những tình huống xử lý quá mẫu mực. Quá hay, Benzema đã ngay lập tức thể hiện rằng là mình vẫn còn đủ sức để có thể đá online anh em ạ, chứ không phải đá danh nhá. Đá danh thì mình cũng không biết đâu, đá danh thì mình nghĩ là Benzema vẫn đá tốt thôi. Nhưng mà trận này thì mình thấy rằng đội bạn đang khá là hay. Mình đang đá online thôi anh em ạ. Đây rồi, Vinicius. Tốc độ của Vinicius, ngoặt lại, qua người, đây rồi Vini, không để tung ra đường chuyền. Chúng thì bây giờ chơi thì chúng ta có phương án đánh đầu rồi thì Benzema vẫn chơi được, và chúng ta sẽ sử dụng những tình huống phối hợp như này. Một cái lối đá rất quen thuộc ở Benzema, đó chính là lùi sâu xuống để có thể kiến thiết lối chơi với hai cánh xung quanh, với cái style deep lên forward nữa. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Benzema lùi xuống rất sâu anh em nha. Nhiều khi lùi xuống tận khu vực giữa sân như thế này. Đây rồi Benzema, kéo bóng lên, không được. Nhưng mà Benzema thì cái điểm yếu là khá là chậm anh em ơi. Đây rồi Benzema, không được. Nên chúng ta sẽ phải chơi một lối đá mình thấy đá post là hợp lý nhất với cả Benzema anh em ạ. Lời mình ra ba, không được. Roberto Silva, Roberto Carlos, Rafael Leao, đường truyền cho Zama. Zama, ui mày thế. Nào lên bóng, anh em thấy không, Benzema lùi xuống rất sâu luôn. Và chạy lên cũng khá là chậm, chạy sát với cả DMF của đội bạn luôn. Mà nói chung thì khả năng di chuyển và chọn vị trí trong vòng cấm của Benzema vẫn là hay nhá, khả năng dứt điểm cũng rất bén luôn. Nói chung Benzema tầm thời điểm này thì anh em nào đá post thì vẫn đá được, đá hay được.
và đá một lối đá kiểu nó chiêu chiêu. Benzema vẫn là đẳng cấp đấy. Mà anh em nào mà kiểu đá phản công quen rồi, đá nhanh quá thì mình nghĩ rằng là Benzema đang hơi khó. Nhiều tình huống sẽ hơi khó, hơi bí đấy. Dền bóng, Karim Benzema. Bình tĩnh thôi, từ từ thôi, cho anh Ben già chạy nào. Đường chuyền, cú dứt điểm không được. Vẫn còn. Tình huống lên bóng của Dani Carvajal. Cú tạt trong cho Benzema vào. Mặc dù tốc độ chưa bao giờ là điểm mạnh với Benzema, nhưng anh có trí thông minh với khả năng di chuyển, khả năng săn bàn sắc bén thì Benzema luôn là một sự lựa chọn tốt ở trong khu vực vòng cấm với những cú tạt. Và với một tình huống mà Dani Carvajal đã tham gia tấn công và đưa ra một cú tạt như đặt cho Benzema ơi thì chúng ta bị gỡ hòa. Đang đọc văn rồi mà thằng này trời ơi cũng là một cái tên của Real Madrid. Trong trận đấu này thì mình đang sử dụng đội hình Real anh em ạ. Real mọi thời đại. Nhưng mà hơi đáng tiếc là mình định build Real mùa 2021-2022 cơ, vô địch Champions League cơ, nhưng mà mình lại chưa có đủ anh em ơi. Thôi lâu phết mà lại không có đủ cầu thủ, mình cũng còn lú luôn anh em ạ. Thiếu một vài ông chưa có bản nào, thế mới lạ chứ. Có lẽ trận đấu cũng sẽ dừng lại với tỷ số là 2-2 thôi. Một trận đấu mà tôi thấy được sự xuất sắc của Karim Benzema vẫn rất hay. Bất phân thắng bại trận này anh em ạ. Đội bạn với đội mình sút khá là đều nhau 5-5. Benzema là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ok, chúng ta chuyển luôn sang trận hiệu thứ hai anh em nhá. Trận thứ hai thì mình vẫn cứ như thế này thôi, chả có gì thay đổi nhiều. Vẫn như vậy. Trận này đội bạn lại để quả Ruben Neves đá CB à? Lạ thế nhở? Lú thật. Có lủng không để Neves đá CB à? Không. Nếu mà Neves mà nâng kiểu thủ là chỉ một số CB cũng căng đấy nha. Nhưng mà cái AI thì mình không biết thôi. Đường chuyền nó Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Cú dứt điểm của De Bruyne. Ôi, De Bruyne ghi bàn vào lưới Courtois. Ui, nghiệt ngã thế. Đường Courtois không nhục chưa? Quá là nghiệt ngã. Kevin ghi bàn xong là còn để hai tay sau tai nữa thì đúng là bảo. Mày nói nữa đi củ tỏi ơi. Chết rồi, nhục quá. Nào lên bóng. Không thể để củ tỏi nhục như thế được. Tìm kiếm bàn thắng nhanh. Ui anh củ tỏi để Kevin ghi bàn nữa thì đúng là một sự trả thù ngọt ngào. Dứt điểm không được. Vừa vào đội bạn có quả tấn công sắc bén thật anh em ạ. Một gáo nước lạnh sớm. Lên bóng. Bellingham. Benzema kết nối lối chơi rất hay dành cho Vinicius. Tốc độ là rất nhanh ở phía bên trong. Có Rodrigo. Và chú gà son của Real Madrid đã có bàn thắng. Một bàn thắng để gỡ hòa cho trận thi đấu này. Một tình huống lên bóng nhanh, đơn giản và Benzema là cầu nối để cho hai tiền đạo chạy cánh có cho mình rất nhiều khoảng trống tận dụng tốc độ. Một khi tiền đạo lùi xuống thì ở hai bên cánh bó vào là rất nhanh. Quá tuyệt vời. Trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Tuần này Konami lại tiếp tục cho anh em nghỉ anh em ạ. Không hiểu sao ra được quả bốc. Ôi dồi ôi luôn, quả bốc mà bảo cho mình coi, bắt mình quay, mình chịu, mình chả nhận. Cái bốc này quay cũng chả để làm gì. Quả bốc nhìn chán thực sự luôn. Toàn là hàng lỏ. Để rồi pha lên bóng này không được. Toàn hàng đúng là chỉ gọi là cho cũng không ai nhận. Để rồi lên bóng. Đường chuyền vào trong cho Benzema. Ôi giời ơi, sút phát dính thủ môn của bạn vẫn không được. Đèn thế nhở. Nói chung là tuần này anh em chỉ có đợi Pau anh ạ. Mình nghĩ là Pau tuần này là cháy đấy. Chúng ta sẽ có sự xuất hiện của cỗ máy Hà Lan. Cú dứt điểm của Benzema không được. Hà Lan, Son Heung-min hay là Lamin Yamal. Đấy, con hàng khá là nổi bật. Khả năng là Hà Lan là có một suất đây này. Yamal cũng như vậy. Căng đấy, tuần này Pau nói chung là dự đoán là cái kèo quay Pau tuần này anh em gửi mình là nét căng đét đấy. Nào lên bóng nào, quay trở lại trận đấu thôi. Karim Benzema, fake shot không được. Tình huống lên bóng, Kevin De Bruyne vừa đường truyền cho Mbappe. Nhưng mà sao mà qua được, Varane tỉnh lắm. Lên bóng rất mượt, ấy.
Tình huống sau cùng thì lại mắc lỗi, nhưng chúng ta vẫn đang cầm bóng. Đội bạn đã kéo hai vạch thủ về anh em ạ. Khó đấy. Ok, đội bạn đã gỡ bỏ hai vạch thủ. Ôi, đổi luôn sang hai vạch tấn công à? Máu nhờ. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Đây rồi, khoảng trống nhiều lắm này Vidi. Tốc độ là rất tốt. Đứng chuyên vào trong không được. Mình rất thích mà đối với những bạn gọi là hai vạch công như này. Một là mình cút, hai là đội bạn cúc. Được, 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 được. Ok, sao đội bạn gỡ bỏ rồi anh em ơi. Để hai vạch công phản công cho sướng. Đây rồi, Benzema. Vẫn không để tung ra cú sút. Có lẽ là mình không thể lạm dụng lực tím đấy anh em ạ. Lực thường thôi. Lại hai vạch công rồi này. Cơ hội đây rồi, Karim Benzema. Xử lý rất tốt. Benzema, cú dứt điểm của Benzema. Quá sắc bén. Đó là Karim Benzema. Một tình huống xử lý mẫu mực. Xoay người rồi tung vào dứt điểm. Nuno Mendes thì không đủ để ngăn cản Benzema. Và tỷ số bây giờ được nâng lên thành 2-1. Quá là nghệ với Benzema. Đấy, đá Benzema thì không chọc khe, không chọc khủng được anh em ạ. Chỉ có thế thôi. Chỉ có tận dụng những tình huống xoay sở, những tình huống chọn vị trí của Benzema, chúng ta mới có thể làm nên chuyện. Còn chọc khe thì ít khi được lắm anh em ơi. Tình huống lên bóng, Phil Foden. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ nhanh quá. Ôi ơi, Phil Foden vào. Trời ơi, nó nhanh. Foden chạy như bị chó dí anh em ạ. Sợ thật. Tốc độ thăng bằng là rất tốt đến từ Foden. Xử lý rất khéo. Đấy rồi, tham gia tấn công đến từ David Cameron. Cú tạt vào chân cho Benzema. Không được, nhưng vẫn còn là Benzema. Đó là cú đúp của quả bóng vàng 2022. Một tình huống xử lý rất hay của Rodrigo. Chồng biên cùng với cả Dani Cavan. Và một cú tạt vào trong như đặt cho Benzema. Ở tình huống đầu tiên thì có lẽ là đội bạn đã xuất sắc hơn ở vị trí thủ môn. Nhưng lần thứ hai thì không thể nào đỡ được nữa rồi. Cú đúp rồi. Quá ngọt ngào. Một trận đấu 10 điểm ở thời điểm này của Benzema. Một trận đấu mà chúng ta đang bị rượt đuổi bàn thắng là liên tục. Xử lý rất tốt, Dani Carvajal. Thế trận khởi sắc rồi. Thế trận nghiêng về chúng ta rồi, Benzema. Không được. Đèn tê nhờ. Trận này sút mấy quả lú rồi. Không lên nổi bóng luôn. Dạ vẫn đang, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt. Van Bede đường truyền cho Benzema. Lại đen rồi. Trời ơi. Vẫn còn nhá. Cày thế nhờ. Quả lú thật. Liên tiếp là những tình huống áp sát khung thành. Nhưng mà chúng ta đang bị có một cái gì đó. Nó đang thiếu may mắn. Đội bạn vẫn giữ hai vạch tấn công này. Thì chúng ta lại đang ép sân. Lại tấn công lại mượt hơn anh em ơi. Khả năng là có cú hat-trick đấy. Vinicius. Rất bình tĩnh. Đây là pha thoát xuống của Benzema vào. Tình huống thoát xuống ra đây của Bellingham. Một đường căng ngang đơn giản khi mà đội bạn đã dâng quá cao. Ở trong thì Benzema đã chọn một vị trí tốt để tung được cú dứt điểm. Mà đáng tiếc rằng là cú hat-trick của Benzema lại quả quyết định nó lại không đẹp mấy anh em nhỉ. Sút còn ngã nữa ạ. Trời ơi. Benzema vẫn lên bóng này, vẫn đang lên bóng này. Đấy rồi, cú bốc cơ chăng? Không phải là cú bốc cơ. Giọt cũng đẹp rồi, cú hat-trick là đẹp rồi anh em ạ. Benzema phối hợp. Rodrigo. Không được. Vẫn còn. Ôi, một tình huống xử lý rất hay của Theo Hernandez. Cú tạt bóng cho Benzema vào. Karim Benzema với cú bốc cơ. Lâu lắm rồi mình mới làm được cú bốc cơ anh em ạ. Nhưng mà đây là một tình huống mà Theo Hernandez đã xử lý quá nghệ. Một cú tâng bóng bằng đầu. Và rồi tung ra một cú tạt như đặt vào trong với đà di chuyển của Benzema. Và Benzema đã hoàn thành cú bốc cơ. Một trận đấu 10 điểm của Benzema. Lên bóng. Đấy rồi, đây rồi, Vini. Vini, Vini. Không được, dê luôn với thủ môn anh em ạ. Nhưng mà đẩy bóng hơi dài. Và trận đấu khép lại với tỷ số là 5-2. Một trận đấu mà Benzema đã cho thấy rằng là anh
vẫn còn đẳng cấp ở thời điểm này nếu như mang vào đá online. Và có lẽ bây giờ mình xin kết thúc video đây thôi. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở trong video thứ 5 có gì ngay.